vững cốt vinh da, bổ sung và vận chuyển canxi vào tận xương với bộ ba canxi nano, vitamin D3 và MK7. Quý Linh chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Sống Khỏe Sống Đẹp ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn một chủ đề cũng rất là quan trọng đối với chị em phụ nữ, đó là chủ đề về xương quý vị. Dự phòng loãng xương cho phụ nữ, bổ sung canxi thôi là chưa đủ. Ngay bây giờ quý vị có thể liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại 1900 1259 hoặc là 0896 509 509 để được tư vấn miễn phí. Có thể nói phụ nữ là một trong những cái chủ thể bị loãng xương nhiều gấp 4 lần nam giới quý vị. Và loãng xương là cách nam giới 20 đến 25 tuổi luôn. Có nghĩa là nam giới 65 tuổi loãng xương thì phụ nữ 40 tuổi đã loãng xương rồi đó. Và nếu như mà mình không đề phòng cái bệnh loãng xương, không điều trị kịp thời thì nó hết sức là nguy hiểm. Bệnh loãng xương là một trong những bệnh đó, nó tiềm ẩn mà nó không có biểu hiện ra bên ngoài, thậm chí là chúng ta không biết loãng xương thế nào, nhưng đôi khi là nó gãy xương, thậm chí là bị gù lưng hay là nó bị gãy xương lúc nào thì lúc đó mình mới phát hiện ra. Và loãng xương nó gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến đời sống của chị em phụ nữ. Và tại sao lại phụ nữ lại loãng xương nhiều nam giới? Đó là những câu hỏi người ta luôn luôn đặt ra, và làm sao để đề phòng cái điều đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng giao lưu với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Anh Thư, Chủ tịch Hội Loãng xương Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ chào anh Quyền Linh, chào các bạn. Câu đầu tiên được gửi đến bác sĩ đó là chúng ta vẫn thấy xung quanh mình những hình ảnh phụ nữ sau 50 tuổi bị loãng xương hành hạ, gây đau nhức mỏi xương, bị giảm chiều cao, bị gù, bị gãy xương dẫn đến tàn phế theo nhiều cái nghiên cứu thì phụ nữ loãng xương nhiều hơn nam giới. Vậy thì bác sĩ cho biết bệnh loãng xương là gì, nó gây hậu quả như thế nào đối với phụ nữ? Loãng xương là bệnh mà nó ảnh hưởng đến cái sức mạnh của xương. Mà mình biết cái khung xương là một cái khung giống như cái nhà mình ấy. Mà nếu mà cái khung nhà nó ọc ẹp thì cái nhà nó sẽ đổ. Thì con người mình cũng vậy, khi cái khung xương mà nó yếu thì chắc chắn là cái con người không thể nào khỏe được. Và khi nó ảnh hưởng đến toàn bộ cái khung xương, nó làm gia tăng nguy cơ gãy xương, thì rõ ràng đây là mối nguy hiểm rất là lớn cho mỗi con người trong suốt cuộc đời phía sau của mình. Bởi vì càng ngày theo tuổi thì cái khung xương nó càng yếu đi và càng giảm đi theo tuổi. Chúng ta vừa nghe chia sẻ của Phó sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Anh Thư. Còn giờ chúng ta tiếp tục nghe lời tâm sự của hai người phụ nữ. Tôi năm nay là được 55 tuổi. Qua tìm hiểu về cái tuổi mà tiền mãn kinh và mãn kinh, thì cái độ tuổi mãn kinh là thường xảy ra từ 45 tới 55. Đây là cái giai đoạn mà rất khó khăn với phụ nữ, vì nó làm cho da mình khô nhăn và nám sạm, rồi bốc hỏa, tính khí thất thường. Nhưng mà đặc biệt là cái tuổi này á, rất dễ bị loãng xương và đau xương khớp. Để dự phòng á, mình phòng bệnh hơn là chữa bệnh, mình bệnh rồi mình mới uống. Thì tôi đã bổ sung estrogen ở trong viên là bằng estrogen 100 ở trong viên uống Kiều Xuân, và bổ sung canxi mà bằng bộ 3 canxi là nano nè, vitamin D3, MK7 là có ở trong viên uống vững cốt. Tôi kiên trì sử dụng hàng ngày từ năm 45 tuổi đến nay, mà tôi thấy xương cốt tôi rất là vững chắc, mà da dẻ căng mịn hồng hào và tươi trẻ. Nói chung mà sinh lý thì vẫn bình thường. Các bạn tuổi tôi á, nhiều người á già hơn, da khô hơn và đau nhức xương nè, rồi mỏi đau chân, có người còn bị loãng xương rồi nữa. Đó, chúc mừng nhân vật đầu tiên nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe tâm sự của nhân vật thứ hai. Tôi năm nay 50 tuổi. Thì dạo gần đây tôi thấy tình trạng cái khớp tay, khớp chân của mình, hoặc là đốt sống cổ, đốt sống thắt lưng á, nó đau nhức lắm. Mà cái tình trạng này thì trước đây á thì nó không có, mà bây giờ nó biểu hiện nó nhiều quá. Lúc mà khiêng nặng ha, mình đi chợ mình xách đồ nặng á, nó rất là đau nhức. Đi khám bác sĩ thì bảo tôi có bệnh tiền loãng xương. Tôi cũng rất là lo lắng, vì cái bệnh này á thường thường á là cái người lớn tuổi lắm mới bị. Giống như là cái bác mà gần hàng xóm nhà tôi á, 70 tuổi á, bác bị gãy xương á và do loãng xương, mà điều trị á cả năm trời á mới hơi bớt thôi. Đi phải chống nạn này kia nọ rất là khó khăn. Thì tôi có sử dụng rượu ngâm với gừng để xoa bóp cho cái bệnh mình, nhất là những chỗ đau thì có giảm nhưng cũng không hết nữa. Tôi rất là lo lắng cho bệnh của mình, nên xin thưa bác sĩ là
cho phép tôi được hỏi là cách phòng và điều trị thế nào là hiệu quả? Sau khi nghe hai người phụ nữ tâm sự xong thì Linh có một vấn đề muốn đặt ra với bác sĩ Lê Anh Thư, đó là bệnh loãng xương hiện nay thì nó như thế nào và nó thường xuất hiện ở độ tuổi giai đoạn nào và nó có phổ biến hay không? Loãng xương đang là một căn bệnh rất phổ biến và mang tính cộng đồng. Loãng xương xảy ra thường là xảy ra sau tuổi 50, sau khi phụ nữ mãn kinh khoảng độ 5 năm thì cái loãng xương xảy ra. Và nó cứ nặng dần theo tuổi bởi vì nó liên quan đến cái chuyện mất cái estrogen của buồng trứng sau khi phụ nữ bị mãn kinh. Gần đây là loãng xương dường như nó bị trẻ hóa. Tức là cái số người bị loãng xương nhiều khi chưa bị mãn kinh nó đã loãng xương rồi. Hoặc là loãng xương vừa mới đến tuổi mãn kinh đã loãng xương rồi. Vì vậy chúng ta càng phải quan tâm đến nó để chúng ta phải phòng ngừa sớm, để chúng ta không bị hậu quả của nó. Làm gì cười thoải mái gì kìa? Làm gì đánh quần đánh đá về từ sáng giờ mới về? Đi với ai? Đi với bà nào? Trời ơi, tôi đi lên khám bệnh, lên phường khám bệnh chứ có đi với bà nào đâu. Già cú đế rồi, có ma nào nó dồn tới đâu mà đi với bà nào. Khám bệnh hả? Ông dễ dời quá, ông ơi không. Bà ta nó rảnh rỗi sao anh ông nổi. Lớn tuổi rồi, ai là ông bệnh này, bệnh nọ. Đi khám lòi ra nhiều bệnh, nó tốn tiền, mất thời gian. Thiệt, thấy không, tôi đã nói với bà rồi là vẫn là phước bà ngồi xuống dụng cái đi. Già rồi, đứng lên ngồi xuống chậm chậm thôi, đâu có hay hối gì đâu mà phải gấp dữ vậy. Trời ơi, thì lớn tuổi này, nhất lưng này thì là chuyện bình thường, ông làm thấy ghê quá, tôi cũng bị đá quậy hoài, có sao đâu. Thấy ghê nè, tôi nói cho bà nghe, hồi sáng nè, tôi đi lên phường khám bệnh nha, bác sĩ người ta nói rất là rõ ràng nha, coi như là khám cho tất cả mọi người vấn đề loãng xương đó. Mà ngộ một điều nha, phụ nữ lại bị loãng xương nhiều hơn đàn ông mới lạ đó. Bà nhỏ hơn tôi có gần cái chục tuổi đó, tôi nghĩ là bà bị loãng xương rồi đó. Trời ơi, người già, người lớn tuổi thì đau tay, đau chân, đau lưng là chuyện bình thường. Tự nhiên đau vì cái đó loãng xương. Mà tôi hỏi ông nè, ông giải thích tôi nghe đi. Tại sao nữ lại bị nhiều hơn nam, giải thích tôi nghe coi. Cái đó bác sĩ nói sao tôi nói lại cho bà nghe vậy thôi đó. Còn cái bệnh này nó nghe, nó ngộ lắm nha. Nó rất là nhẹ nhàng. Tới khi mà phát hiện thì mọi chuyện cũng đã muộn rồi. Mà coi nhiều khi phát hiện được bệnh hay là không chừng là mình bị gãy xương luôn chứ không phải giỡn chơi đâu. Cho nên là tôi nói với bà là bà phải đi khám định kỳ đó. Cái bệnh của bà là đứng lên ngồi xuống mà nó đau nhất vậy là phải đi khám định kỳ đi để cho nó an toàn. Nên khi mình phát hiện ra bệnh mình cũng có thể chữa được sớm, hiểu không? Chúng ta vừa theo dõi một cái tình huống trên màn hình đó là nó liên quan đến loãng xương. Cứ 3 người phụ nữ thì sẽ có một người phụ nữ bị loãng xương trên 50 tuổi. Sẽ có một người phụ nữ bị có nguy cơ loãng xương và có nguy cơ gọi là gãy xương luôn. Tỷ lệ loãng xương ở phụ nữ độ tuổi từ 50-59 nó là 10% và tăng lên cái độ tuổi đạt đến 70% ở phụ nữ 80 tuổi và số phụ nữ bị loãng xương nhiều hơn, sớm hơn, nặng hơn nam giới. Thưa bác sĩ, con số này có đúng hay không? Và nó nói lên điều gì? Tại sao nó lại như vậy ạ? Càng ngày theo tuổi thì cái khung xương nó càng yếu đi và càng giảm đi theo tuổi. Và đối với phụ nữ thì điều đó lại càng quan trọng bởi vì phụ nữ khung xương cũng nhỏ nhắn hơn. Cái chế độ ăn uống dinh dưỡng họ cũng không thể nào nhiều như nam giới. Rồi cái xu hướng gần đây thì người ta lại sợ bị mập, người ta lại càng tiết chế cái chuyện ăn uống. Cho nên cái chuyện mà cái chế độ ăn không đúng nó cũng làm ảnh hưởng đến khung xương. Rồi đặc biệt phụ nữ có cái chuyện sanh con, nuôi con và có hiện tượng mãn kinh, tức là liên quan đến hormone, đến chuyển hóa trong từng giai đoạn một. Vì vậy tất cả những cái giai đoạn đó nếu đều ảnh hưởng đến cái khung xương, ảnh hưởng đến cái chuyện hấp thu canxi, ảnh hưởng đến chuyện cung cấp canxi cho cái khung xương của mình. Chính vì vậy phụ nữ sẽ bị loãng xương nhiều hơn nam giới và nặng hơn nam giới, thậm chí sớm hơn nam giới như anh vừa chia sẻ đó. Ngoài ra cái loãng xương ở phụ nữ nó liên quan rất nhiều đến hormone của buồng trứng, đó là estrogen. Cái hormone của buồng trứng nó sẽ giúp cho hạn chế cái hoạt động của tế bào hủy xương. Sau 30 tuổi thì cái lượng estrogen nó giảm đi. Vì vậy thì làm cho cái khối lượng xương của phụ nữ nó cũng bắt đầu giảm đi ở sau tuổi 30. Và nó sẽ càng nặng lên khi mà mãn kinh. Vì vậy thì cái chuyện mà thiếu hụt estrogen cũng là một vấn đề cực kỳ quan trọng đối với loãng xương của phụ nữ. Thưa bác sĩ, làm sao để phát hiện là chúng ta bị loãng xương? Và khi loãng xương thì chúng ta điều trị thế nào? Ngoài cái việc điều trị loãng xương á, ở phụ nữ thì nó có khác gì với cái việc điều trị loãng xương ở nam giới không? Nếu chúng ta muốn phát hiện bệnh loãng xương thì chúng ta phải đi kiểm tra cái xương. Ý thức được là mình đang nằm ở cái tuổi mà có nguy cơ bị và mình sẽ gặp thầy thuốc và thầy thuốc sẽ cho mình đi đo.
và chỉ có đi đo cái khối lượng xương mình mới có thể phát hiện được loãng xương ở cái giai đoạn sớm. Việc điều trị nó cũng phải có khá là nhiều các cái biện pháp phối hợp. Đầu tiên mình phải nói về các biện pháp không dùng thuốc, nó liên quan đến vận động, đến lối sống, đến ăn uống, đến dinh dưỡng. Rồi bên cạnh cái cụm đó thì chúng ta có cụm dùng thuốc. Thì dùng thuốc điều trị loãng xương cũng là những cái nhóm thuốc mà phải sử dụng rất là công phu. Người ta phải điều trị nó lâu dài để mà đạt được cái mục tiêu người ta đang muốn, đó là ngăn ngừa gãy xương hoặc là phòng ngừa cái gãy xương tái phát nếu bệnh nhân đã gãy xương rồi. Thế còn điều trị loãng xương ở nam và nữ thì tất nhiên là khác nhau, và đặc biệt ở phụ nữ sau mãn kinh lại càng khác nữa. Ngoài các biện pháp chung thì ở phụ nữ còn có những vấn đề liên quan đến estrogen, tức là người ta phải bổ sung vô. Mấu chốt của loãng xương sau mãn kinh của phụ nữ là sự thiếu hụt estrogen sau khi bị mãn kinh. Thậm chí cái sự thiếu hụt của estrogen ở phụ nữ nó còn xảy ra sớm lắm. Còn khi trước khi bị mãn kinh nó đã bắt đầu thiếu hụt rồi, nhưng mà khi mãn kinh nó đã thiếu hụt một cách đột ngột. Vì vậy thì phụ nữ bị mất xương trầm trọng ngay sau mãn kinh. Và rõ ràng thì estrogen là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng để mà chúng ta phân biệt được trong điều trị loãng xương ở phụ nữ và nam giới. Như vậy chúng ta biết là rõ ràng vấn đề điều trị loãng xương nó sẽ rất tốn kém. Bởi vì ngoài vấn đề ăn uống, dinh dưỡng, nó vẫn là vấn đề dùng thuốc, mà dùng thuốc phải dùng rất lâu dài. Vì vậy rõ ràng thì vấn đề loãng xương quan trọng đó là vấn đề phòng ngừa. Và phòng ngừa là phải phòng ngừa càng sớm càng tốt, và phải phòng ngừa liên tục, cũng như là kéo dài cái việc phòng ngừa đó gần như trong suốt cuộc đời của mình. Và khi đã điều trị rồi thì vấn đề phòng ngừa vẫn cứ phải tiếp tục. Như vậy thì khi mà bị loãng xương á, thì chúng ta điều trị rất là tốn kém, rất lâu dài, và thậm chí nó không theo ý muốn chúng ta nữa. Vậy thì những cái dự phòng loãng xương chính là những nguyên tắc vàng trong điều trị loãng xương. Xin bác sĩ giải thích cụ thể hơn về điều này ạ. Từ xưa đến nay các cụ mình đã nói rồi, phòng bệnh thì hơn chữa bệnh. Nhưng mà cái chuyện đó thì ai cũng nói được. Mọi người có phòng hay không thì cái chuyện đó là chuyện khác. Thực tế là cái vấn đề dự phòng các bệnh nói chung của mình vẫn còn khá là yếu. Kể cả bệnh loãng xương cũng vậy. Phòng là phòng từ khi chưa bị bệnh. Tức là mình còn đang khỏe này thì mình đã phải phòng rồi, chứ không phải mình chờ đến bị bệnh thì mới phòng. Còn đối với loãng xương, người ta còn khuyên dự phòng từ khi mới sinh cơ anh Linh. Và dự phòng loãng xương người ta khuyên là trong suốt cuộc đời. Và đối với phụ nữ thì người ta chú trọng các cái giai đoạn mà phụ nữ dậy thì, phụ nữ sanh con, phụ nữ cho con bú, phụ nữ mãn kinh là đều là những cái giai đoạn rất là quan trọng để người ta chú trọng, nhấn mạnh hơn cái vấn đề phòng ngừa loãng xương để chúng ta giảm bớt được cái nguy cơ loãng xương sau tuổi mãn kinh. Rõ ràng việc điều trị loãng xương khi đã bị bệnh loãng xương rồi nó rất là khó khăn và tốn kém. Đặc biệt là cái sự tuân thủ của bệnh nhân của mình nó cũng không phải là nó lúc nào cũng tốt, cho nên cái kết quả điều trị nó rất là hạn chế. Và phòng ngừa loãng xương là một cái phòng ngừa càng sớm càng tốt, đặc biệt là đối với phụ nữ, bởi vì phụ nữ là cái nhóm nguy cơ loãng xương cao hơn nam giới rất là nhiều. Thưa bác sĩ, thì cái quá trình loãng xương nó diễn biến như thế nào? Đặc biệt với phụ nữ, quá trình này có phải là nhanh hơn, mất xương nhiều hơn không? Bác sĩ hãy cho lời khuyên phụ nữ nên làm gì để dự phòng loãng xương, và việc bổ sung canxi có đủ để phòng ngừa cái bệnh loãng xương hay không? Tuổi trẻ là khối lượng xương của chúng ta cao nhất. Rồi sau cái tuổi 35 thì cái khối xương chúng ta bắt đầu từ từ giảm đi, và đến cái tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh thì khối lượng xương chúng ta sẽ giảm một cách đột ngột, và lúc đó chúng ta sẽ đứng trước nguy cơ bị loãng xương. Còn trước đây thì chỉ là khối lượng xương bị giảm đi thôi. Chúng ta biết là cái hormone nó càng ngày càng giảm đi theo tuổi, kèm theo rất là nhiều các vấn đề liên quan đến tuổi nữa, như ăn uống, dinh dưỡng, hấp thu và các bệnh lý mắc ở cái tuổi cao nữa, thì cái bệnh loãng xương nó lại càng nặng lên theo tuổi. Và lúc này thì không những loãng xương mà nó còn có những cái biến chứng của loãng xương. Bổ sung canxi là một cái việc khá quan trọng, tại vì canxi là một cái thành tố cực kỳ quan trọng trong cái khối xương của mình. Nó làm cho cái xương vững chắc. Tuy nhiên một mình canxi đâu có đủ. Canxi cần phải có vitamin D để hấp thu, nhất là vitamin D3. Cần vitamin K như trong MK7 đó, để làm sao cơ thể chúng ta gắn kết được và chuyển hóa được cái canxi vào trong xương. Rồi đối với phụ nữ chúng ta lại phải có estrogen để nó làm giảm bớt cái nguy cơ mất xương, nó làm giúp cho dẻo dai hơn các cái những cái dây chằng hay những cái cơ bắp của phụ nữ. Rồi nó giúp cho chúng ta hấp thu được cái canxi nhiều hơn. Còn có rất là nhiều những cái yếu tố mineral hay là yếu tố vi lượng khác
cần thêm cho cùng với canxi nữa, chứ không phải một mình canxi như magie, như đồng, như kẽm, vân vân. Cho nên thực sự canxi là quan trọng, nhưng bên cạnh canxi còn khá nhiều yếu tố mà chúng ta cũng phải chú ý. Chứ chúng ta cứ chăm chăm dùng mấy viên canxi thì nhiều khi nó không hấp thu được đủ. Vì vậy rõ ràng thì nó sẽ không đủ cho vấn đề phòng ngừa loãng xương của mình. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Còn bây giờ sẽ là những cái thắc mắc cũng như những lo lắng của nhân vật trong chương trình. Xin mời bác. Xin bác sĩ cho tôi và khán giả được biết, để dự phòng bệnh loãng xương thì mình nên bổ sung canxi từ độ tuổi nào, như thế nào cho đúng, đủ và an toàn ạ? Canxi là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng, nó giúp cho chúng ta, cơ thể chúng ta hình thành khối xương, duy trì cái khối xương và bảo vệ, ngăn ngừa những cái bệnh liên quan đến loãng xương. Canxi nó được bổ sung bằng chế độ ăn uống. Nếu chế độ ăn uống của chúng ta thiếu hụt thì chúng ta phải bổ sung nó và bổ sung trong suốt cuộc đời. Cái chế độ ăn chỉ cung cấp được khoảng một nửa. Vì vậy thì rõ ràng chúng ta phải bổ sung bằng cách khác những cái sản phẩm có chứa canxi. Thì đây cũng là một cái cách mà chúng ta góp phần vào việc cho chúng ta có đủ cái lượng canxi. Vì vậy rõ ràng mỗi lứa tuổi chúng ta đều cần. Tuy nhiên cái nhu cầu nó khác nhau ở lứa tuổi. Thí dụ trẻ nhỏ thì có thể khoảng 200mg canxi một ngày, nhưng mà người lớn hơn thì phải là 500, rồi người như trung niên như mình là phải 1000, người cao tuổi, người bị loãng xương thì phải 1200 đến 1500mg canxi. Thí dụ như là đối với vững cốt thì nó có canxi nano, tức là chúng ta sẽ hấp thu nó tốt hơn. Kèm theo cái canxi nano đó, nó lại phải có vitamin D3, rồi nó phải có vitamin K, tức là MK7, giúp cho hấp thu. Chứ còn nếu mà chúng ta đưa một canxi đơn thuần vào thì nó còn liên quan đến cái chuyện hấp thu, chuyển hóa của cơ thể mình nữa, chứ không phải cứ mang viên canxi vào nó vào trong xương được đâu. Vì vậy thì chúng ta sử dụng những cái canxi nano là canxi thiên nhiên cùng với những cái hợp chất giúp cho cái xương nó tốt hơn. Vì vậy nó sẽ an toàn hơn trong vấn đề hấp thu cũng như chuyển hóa. Bởi vì những cái canxi thông thường nếu chúng ta dùng, chúng ta cũng có thể có những cái tác dụng mà bất lợi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục xem sự chia sẻ của người phụ nữ để xem có giống cái sự tư vấn của bác sĩ hay không nhé. Xin mời. Như tôi đã chia sẻ ban đầu á, tôi đang dùng viên uống vững cốt của công ty dược phẩm Vinh Gia, có chứa bộ ba canxi như là nano, vitamin D3, MK7, kết hợp với các dưỡng chất cần thiết cho xương, ví dụ như là kẽm, magie, đồng, DHA và còn mấy dưỡng chất nữa. Tôi kết hợp với viên uống Kiều Xuân có chứa estrogen 100 để bổ sung estrogen thảo dược. Tôi đã sử dụng bộ đôi sản phẩm này được 10 năm và kết quả thu được làm tôi rất hài lòng. Đến nay tôi đã 50 năm tuổi rồi nhưng mà da dẻ tôi vẫn căng mịn, hồng hào và tươi trẻ. Tôi đã trải qua thời kỳ tiền mãn kinh thật là nhẹ nhàng, không đau nhức, không bốc hỏa, không căng thẳng. Và nói chung là vấn đề sinh lý thì vẫn rất ổn định. Điều mà quan trọng nhất mà tôi vui mừng là xương cốt tôi vẫn là chắc khỏe, dẻo dai. Tôi vẫn đi tập nhảy, tập yoga và đặc biệt là tôi vẫn hoạt động như tuổi 30. Tôi thấy bộ đôi sản phẩm này thật là tốt. Tại vì so với các bạn cùng tuổi thì có nhiều người còn già hơn, da nhăn, khô sạm và bị nám, rồi đau nhức chân, đau lưng, có người còn bị loãng xương nữa. Tôi thấy mình thật là may mắn khi đã tìm được giải pháp để phòng chống loãng xương và kéo dài tuổi thanh xuân cho mình. Tôi sẽ dùng cái sản phẩm này cho tới năm 70 tuổi theo như lời chuyên gia dặn. Đây cũng là một trong những cái tấm gương để cho các chị em phụ nữ chúng ta cũng noi theo, tại vì thực sự nó đều là rất là hợp lý, kể cả về khoa học, kể cả về đời sống. Và chẳng còn gì mà tốt hơn đó là cái chuyện mà người phụ nữ giữ được cái sức khỏe của mình, duy trì được sức khỏe của mình, đặc biệt là sức khỏe chung cũng như là sức khỏe xương cốt. Chúng ta sẽ tiếp tục nghe một cái câu hỏi từ một người phụ nữ trong chương trình. Xin mời bác. Thưa bác sĩ, trường hợp của tôi để dự phòng loãng xương dùng bộ đôi sản phẩm Vững Cốt và Kiều Xuân có được hay không? Và nên sử dụng như thế nào cho hiệu quả? Như vậy thì mình học tập cái chị bạn vừa nãy đấy, chị đã nêu rất là nhiều cái kinh nghiệm của chị cũng như là những cái hiệu quả mà đạt được của chị qua cái việc sử dụng lâu dài cái viên Vững Cốt cũng như là viên Kiều Xuân để bổ sung cho cái xương cốt của mình cũng như cải thiện cái tình trạng loãng xương
hoặc là phòng ngừa cái loãng xương sau mãn kinh của chị, và rõ ràng là chị đã không bị loãng xương. Như vậy thì mình có thể học tập và mình có thể sử dụng nó. Hai loại sản phẩm này chị có thể sử dụng lâu dài, và mỗi sản phẩm chúng ta sử dụng 2 viên, sáng 1 viên, chiều 1 viên mỗi loại. Cảm ơn bác sĩ. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với tình huống của chương trình. Vững Cốt Vinh Gia hân hạnh tài trợ chương trình này. Rất nhiều người chấp nhận quá trình xương suy yếu song hành cùng tuổi tác, dẫn đến đau nhức xương, loãng xương dẫn đến gãy xương, đau cột sống, thắt lưng, giảm chất lượng cuộc sống. Vững Cốt Vinh Gia chứa đa dạng các khoáng chất cần thiết cho xương. Tôi đã có giải pháp tốt hỗ trợ giúp mình vận động dẻo dai và đủ sức khỏe chăm sóc gia đình. Vững Cốt Vinh Gia giúp tôi bảo vệ xương luôn chắc khỏe, giúp hỗ trợ phòng và điều trị loãng xương, làm chậm quá trình thoái hóa xương do tuổi, điều đó nâng cao chất lượng cuộc sống và góp phần kéo dài tuổi thọ. Vững Cốt Vinh Gia, xương chắc hơn, cơ thể khỏe hơn. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Tôi đi lấy thuốc cho bà uống à? Hồi đi trời ơi, thấy thuốc tôi sợ quá. Tôi thiệt ông á, tôi nhát uống thuốc lắm. Uống mà thua con nít ăn kẹo nữa, mà cho tôi một bụm thuốc ngáo muốn chết rồi. Bởi tôi nói đừng có thèm đi khám bác sĩ. Đi khám bác sĩ dễ là tùm lum bệnh. Tôi cũng vậy, có gì đâu. Bà nói vậy mà nghe được rồi, tôi nói cho bà nghe, bà 50-60 tuổi rồi chứ phải bà còn trẻ đâu mà bà chủ quan tới sức khỏe của bà dữ vậy, đúng không? Đó, đi khám bác sĩ nói tiền loãng xương, mà ông thấy không, tôi cũng khỏe mạnh nè, cơ bắp cuồn cuộn. Thấy không? Cái này là thiếu hiểu biết nè, cái này là chủ quan nè. Thấy không? Thiệt tình luôn ạ. Nói bao giờ chịu nghe hết trơn rồi, tôi nói cho bà không nghe lời tôi, bà không uống thuốc, bà không có điều trị nó đi nghe, rồi có ngày là bà chết sớm, bà đoàn tụ ông bà, tôi lấy vợ khác, bà đừng có trách nghe. Thấy chưa đó, trời ngó xuống một coi tôi bệnh quá mà không có thương tôi, mà còn rề trà trù tôi chết sớm mới lấy vợ nữa. Tuyền ơi Tuyền, có về đây con xử cho mẹ coi Tuyền. Nè trời ơi, bà ơn làm phước, bà đừng có la. Bà la giờ cái bên người ta tưởng là tôi ăn hiếp bà sao. Tôi chỉ hù bà thôi để cho bà nghe lời bà uống thuốc. Tôi đã nói với ông rồi, bà theo đi khám bác sĩ là cho bụm thuốc, mà tôi nói tôi uống thuốc dở lắm, ngán muốn chết à. Tôi biết bà sợ thuốc, tôi biết bà ngán thuốc, cho nên bây giờ tôi giới thiệu với bà cái loại sản phẩm này, bà sẽ không có bị ngán. Sản phẩm nào hay vậy? Tan 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 đó. Tan 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 tan, bộ đồ sản phẩm này đó. Bộ đồ sản phẩm là nó đó. Trong này nó là viên uống dưỡng cốt. À, nó chứa bộ ba dưỡng chất. Dưỡng chất đó, MK7 nè, Canxi Nano. Thấy không? Và vitamin D3. Vậy đó hả? Đó, một thứ thôi. Còn này nè, estrogen 100. Estrogen 100 nó hỗ trợ cho estrogen. Vậy trợ hả? Cho estrogen. Nghe tôi nói cái hiệu quả của này nha, bà sử dụng hai cái loại sản phẩm này nó có tác dụng và phòng và cải thiện loãng xương cho phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh. Estrogen 100. Rồi estrogen gì, nó bán đầy hết trơn, biết cái nào uống có lợi có hại. Bây giờ ha, nếu bà không tin tôi, bà cái gì gọi điện thoại lên tổng đài, người ta sẽ tư vấn cho bà. Tổng đài của nó là 1900 1259. Bác sĩ sẽ tư vấn cho bà, lúc đó bà mới tin tôi. Thông qua tiểu phẩm thì Quỳnh Linh thấy có một cái việc rằng là dự phòng loãng xương cho phụ nữ thì chúng ta cần bổ sung vitamin D, MK7, bổ sung canxi, bổ sung estrogen thảo dược, đúng không thưa bác sĩ? Nên bổ sung estrogen nào để an toàn và hiệu quả, và estrogen đó nó có ở đâu ạ? Chúng ta cần phải bổ sung canxi, vitamin D và vitamin K, tức là MK7. Đó là vấn đề dưỡng chất cho xương. Ngoài ra thì để cho cái dưỡng chất đó nó được hoạt động tốt hoặc được hấp thu tốt thì chúng ta cần phải có estrogen. Bởi vì cái nguyên nhân quan trọng gây loãng xương sau mãn kinh đó là thiếu hụt estrogen. Estrogen thì có thể có estrogen hormone. Tuy nhiên chúng ta có những estrogen từ thiên nhiên. Thì estrogen hormone nó cũng có những cái vấn đề của nó, hạn chế của nó, cho nên việc sử dụng nó cũng không đơn giản và phải có chuyên gia cho chúng ta chỉ định. Còn estrogen thiên nhiên tức là chúng ta có thể lấy được từ những cái hoạt chất thiên nhiên, hấp thu tốt và nó không mang lại những cái biến chứng. Sản phẩm Kiều Xuân là một cái estrogen lấy từ thiên nhiên, sẽ giúp cho phụ nữ sử dụng nó mà không phải băn khoăn những cái biến cố liên quan đến estrogen. Chúng ta có thể sử dụng lâu dài hơn, thậm chí sử dụng sớm hơn. Trước khi mà chúng ta bị mãn kinh, chúng ta đã có thể bổ sung được rồi. Và chúng ta có thể bổ sung kéo dài sau cái thời gian mãn kinh chừng độ 10 năm hoặc hơn nữa, chúng ta vẫn có thể bổ sung để giúp cho cái khối xương của chúng ta nó chậm bị mất đi theo tuổi. Estrogen 100 trong cái sản phẩm Kiều Xuân
nó là estrogen lấy từ một cái ba cái loại thuốc gọi là thuốc y học cổ truyền, đó là đương quy, tục đoạn và cách sơn tiêu. Thì đây là những cái estrogen mà thiên nhiên và nó đã được sử dụng cho con người từ rất là lâu rồi, và như vậy nó cái tính an toàn của nó rất là cao và chúng ta có thể sử dụng rất là lâu dài. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi của khán giả truyền hình gửi về cho Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Anh Thư. Xin chào bác sĩ, tôi năm nay 50 tuổi, hiện tôi đang thời kỳ tiền mãn kinh và cũng có dấu hiệu bị loãng xương. Khi xem chương trình tôi thấy bác sĩ đã phân tích phụ nữ nên chọn bộ đôi vững cốt và kiều xuân để dự phòng và hỗ trợ điều trị loãng xương hiệu quả, an toàn. Vậy bác sĩ có thể hướng dẫn cho tôi cách dùng như thế nào và nên làm gì để đạt hiệu quả cao hơn? Hoàng Hoa đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Tình trạng của bác tức là có nguy cơ loãng xương ở cái tuổi mãn kinh hoặc là tiền mãn kinh gì đó của bác, thì rõ ràng hai cái sản phẩm này là hai sản phẩm hợp lý và giúp cho bác có thể phòng ngừa được bệnh. Thì với hai sản phẩm này các bác sẽ sử dụng mỗi thứ 2 viên, sáng 1 viên, chiều 1 viên và sử dụng lâu dài. Cái vấn đề phòng ngừa đó là việc sử dụng lâu dài và đều đặn thì chúng ta mới đạt được cái hiệu quả phòng ngừa. Thưa bác sĩ Lê Anh Thư, tôi bị loãng xương mà đang dùng bộ đôi sản phẩm Vững Cốt và Kiều Xuân được khoảng 3 tháng thì thấy bệnh cải thiện rất là nhiều. Xin hỏi bác sĩ rằng là ngoài việc sử dụng bộ đôi sản phẩm này để cải thiện cái bệnh loãng xương thì phụ nữ chúng tôi cần phải kết hợp với phương pháp gì để phòng và điều trị loãng xương hiệu quả tốt nhất? Mỹ Lệ đến từ Vĩnh Long. Chị đã dùng được 3 tháng thì chị cần sử dụng tiếp. Tuy nhiên thì ngoài vấn đề bổ sung Vững Cốt và Kiều Xuân thì chúng ta còn chú ý đến vấn đề vận động, vấn đề dinh dưỡng và cái chuyện tập vận động, dinh dưỡng rồi phòng tránh té ngã khi mà chúng ta sinh hoạt hay là vận động thì sẽ giúp cho cái hiệu quả của hai cái loại sản phẩm đó nó được tốt nhất. Một lần nữa thì cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Anh Thư rất là nhiều để chia sẻ những kinh nghiệm cũng như những phương pháp để các chị phụ nữ có thể phòng và điều trị cái bệnh loãng xương một cách tốt nhất. Và đặc biệt chúng tôi xin trân trọng cảm ơn nhãn hàng Vững Cốt bổ sung và vận chuyển canxi vào tận xương với bộ ba canxi nano, vitamin D3, MK7 và Kiều Xuân ổn định nội tiết kéo dài tuổi xuân của công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia đã tài trợ thực hiện chương trình. Còn bây giờ thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Anh Thư và Quỳ Linh xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại chương trình sau. Sống khỏe sống đẹp. Xin chào quý vị. Kiều Xuân hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Cùng với thời gian, sự suy giảm nội tiết estrogen và quá trình lão hóa luôn là kẻ thù của phụ nữ. Thực phẩm chức năng Kiều Xuân chứa estrogen 100 giúp bổ sung tiền nội tiết tố nữ, kết hợp với các chất chống oxy hóa từ tự nhiên giúp chị em phụ nữ chống lão hóa và làm chậm quá trình tảo dục nữ, hỗ trợ làm trắng da, giảm vết nám da, sạm da, tàn da. Kiều Xuân giúp phụ nữ trẻ đẹp hơn, khỏe mạnh hơn và hấp dẫn hơn. Sản phẩm không phải là thuốc, không dùng thay thế thuốc chữa bệnh. Ở giai đoạn tiền mãn kinh, chị Liêu đã phải đối mặt với nhiều rắc rối về sức khỏe và chị đã bị tiền loãng xương. Không chịu đầu hàng với tuổi tác, không chấp nhận những cơn đau xương khớp từ đốt sống cổ, lưng và chân hoành hành, chị đã đi khắp nơi và tìm hiểu nhiều phương pháp điều trị khác nhau. Thế nhưng bệnh loãng xương của chị chỉ được cải thiện khi chị may mắn được tham gia chương trình Sống Khỏe Sống Đẹp. Sau khi được bác sĩ tư vấn cách phòng chống bệnh loãng xương, thì tôi có sử dụng bộ đôi sản phẩm Vững Cốt và Kiều Xuân. Trong Vững Cốt tôi thấy thành phần của nó có canxi nano, MK7 và vitamin D3. Còn Kiều Xuân thì nó có cái chất mà estrogen 100. Tôi sử dụng cái này liên tục trong 3 tháng thì tôi giảm hẳn cái bệnh lý như là đau cột sống cổ, cột sống thắt lưng, xương cẳng tay, cẳng chân giảm hẳn rõ rệt. Và tôi tiếp tục sử dụng liên tiếp hai sản phẩm này trong vòng nửa năm trời thì tôi thấy là tình trạng bệnh của mình hầu như là giảm hơn 90% về xương cẳng tay, cẳng chân, đau cột sống cổ, đau cột sống lưng, hầu như nó hết hoàn toàn, làm cho tôi thấy rất là vui. Tôi có thể là đi chơi, đi du lịch, thậm chí khiêu vũ, tập thể dục rất là thoải mái, chất lượng cuộc sống được nâng cao rõ rệt. Còn cái vấn đề mình sử dụng Kiều Xuân thì tôi rất là tâm đắc, vì tôi thấy da dẻ của mình càng ngày càng mịn màng hơn, những cái nếp nhăn, những cái vết nám, đốm đen hầu như nó giảm rất là nhiều, cho da dẻ mình nó trắng sáng và mịn màng. Rồi chất lượng cuộc sống gia đình thì rất là viên mãn và hạnh phúc hơn. Bên cạnh việc sử dụng bộ đôi sản phẩm, chị Liễu còn kết hợp với chế độ dinh dưỡng khoa học và luyện tập thể dục thể thao hàng ngày. Hiện tại cuộc sống của chị không còn những cơn đau xương khớp mà thay vào đó là những niềm vui, niềm hạnh phúc bên gia đình.